Bây giờ làm mày hay chốt á. Không ngon nè, không dẻo vậy. Nó ngon thiệt chứ, thịt này quá ngon nha. Đi. Xanh luôn nha. Đâu vậy? Đây. Hay chốt. Này miếng tiết thôi. Mời cả nhà. Con nấu ngon ghê vậy. Em mời cả nhà ăn trời ơi. Chào cả nhà. Bữa nay mình làm thịt nấu chao nha. Nấu chao này ăn kèm có cái bà xanh, rau mùng tơi. Cả nhà dần mình làm nha. Lát là mình nấu mình để cả nhà mình ăn. Sáng em đi chào sớm mua dịch ăn coi nè. Coi này ngon ghê không anh nè. Nè dịch nè. Có đồng lúa nè. Dịch mới ngon, em đi ra sớm lắm. Để là không có đó. Nè ngon ghê không. Bữa nay mình nấu chao đó anh nè. Nấu chao mình ăn với cải bà xanh. Ăn với mùng tơi. Ăn với bún. Để làm đi. Nấu này mình để cả nhà mình ăn luôn ha. Ngon quá anh làm nha. Quá mặt luôn. Củ cầu. Chặt cho nó nước dừa ha anh. Em có để chặt mấy cái nước dừa em để cho nó hồi nấu nước dừa. Chịt này nấu lúa nè anh Nam, không hơi lâu em rửa bằng muối chanh. Và em rửa rau. Rồi rửa rau đi. À, em rửa rau. Rồi. Nay mua cải bà xanh ngon nha nè anh, có dừa nó đem ra luôn nè anh Nam. Bà xanh nè, có dừa nè. Mồng tơi trong này, bà cũng đem theo dừa nè, em đón mua đồ sớm lắm. Ra bà ngon lắm. Này mình ăn như ăn lẩu thế kìa. Ừ, ăn lẩu vậy kinh, ăn với bún. Lửa nè, bóng anh lửa là chanh nha. Muối anh sát luôn vịt. Rồi. Cái anh sát con vịt cho thấm thấu rồi cái đầu anh rửa trong bụng nó luôn hết trong kia nha. Cái anh rửa lại cái đầu anh sát muối lên nữa ha, rửa vài cục đòn. Vịt mình làm sạch lắm không có hơi lông nữa cho mà đi mình làm cho kỹ ha. Nè em nè em mua cải này, cải dừa nè anh Nam. Đó là mình ăn ăn với lẩu lẩu chao đó. Cái mình ăn với bún nè anh Nam. Đó. Cái vịt lau sạch nè. Anh nấu này nấu cái gì vậy? Nước nước dừa ha. Nấu nước dừa. Anh nấu mấy trái? Hai trái đi. Hai trái ha. Bự ngồi 3 ký mấy đựng. 3 ký mấy dịch ngon lắm. Em có dặn tết mấy con rồi. Nè anh coi nè, rau dừa ngon ghê nè anh Nam. Nè. Tơi ấy bà ở nhà bà làm bà trồng ngon dữ lắm. Em mâm rau là thấy thèm thấy chưa? Hay mình nấu cho cả nhà mình ăn. Cả nhà mình ăn là khỏi chê luôn nha. Bắt đầu ngày mai á, bắt đầu anh biết em làm gì không? Mai em đưa ông táo em đợi đợi mua gì á, em nấu chè cho nước em cúng nghe không? Chè cho nước cúng đưa ông táo gì trời, nó cho cả nhà mình ăn luôn. Anh Nam nó hơi quyết rồi nè, quyết này ngon lắm nè anh Nam. Chúng mà nấu ấy là anh mới bỏ vô sau nha anh Nam. Sắp lần bốn, nó lần bốn rồi sắp qua lần bốn thôi, đừng sắp ngấy quá nó bể. Nha. À, chặt cái này xong rồi anh phải rửa lại một lần nước muối đó nha anh Nam, cho nó hết nước máu. Không nha. Bữa nay em nấu lẩu vịt, nấu lẩu chao. Bây giờ gồm có bây giờ em làm cho cả nhà coi nha. Vịt, môn, rau ăn kèm, gia vị các thứ, hành, tiêu, tỏi, dầu ăn, đường, nước mắm, ớt, sả tế, rau. Bây giờ nè, trước hết nè, anh Nam. Này em dầu, em cho dầu vô ha. Ít dầu thôi, dịch mình trong đó cũng có mỡ rồi, ít thôi. Rồi xả. Khoan, để em cháy lên. Nè. Đây em có xả này ha. Rồi em phải phi hành vô.
làm cho cơm thôi, em mới cho gốc cốc cốc cải vô. Anh Nam bữa nay nè, ăn này nè anh Nam, có rau thì ngon rồi, cải bà xanh với lại rau mùng tơi có, đúng rồi, mà không có rau muống, em mua rau muống là hết rồi. Rau muống bà nó trồng ở nhà thạch lắm mà hết rồi, em không có mua rau muống, đáng lẽ có rau muống mới đúng. Nè, bún nè. Em ướp quen rồi nè. Gia vị là vừa làm có nè, hạt nêm, bột ngọt, ít sả thôi nha anh Nam, đừng có xài nhiều bột ngọt nhiều quá, hạt nêm thôi. Muối. Muối. À. Ớt, sả tế. À, sả tế. Nấu với môn. Nấu với môn. Bỏ này qua đâu? Anh, bỏ huyết ra. Em có bỏ huyết ra. Qua. Rồi. Ngon lắm. Để em cho mẹ em đi. Rồi cho thịt vô nha cả nhà. Nên mình là ở nhà mình ăn liền là không cần ướp hả anh? Không cần ướp, em không cần ướp. Giờ miếng hạt nêm vô nè. Mình xào lên rồi mình xào làm luôn ha. Mình ướp tại chỗ luôn. Nóng mình ướp luôn. Khỏi đây. Đấy luôn, làm thẳng một phát luôn. Hai muỗng nước mắm ha. Hai muỗng nước mắm. Nửa muỗng bột ngọt thôi, ít bột ngọt thôi, đừng xào bột ngọt nhiều. Còn thêm rồi. Nó, bỏ vô. Rồi, có luôn rồi. Nè, em cho miếng sả tía vô nha mấy mọi người nè, cả nhà cho sả tía vô nè. Nó thơm. Nó có màu. Giọt lỗ. Sả tía này là sả tía tôm nha mọi người. Tôm. Trong đây là có đầy đủ hết nguyên liệu, nó có là sả gừng trong đây hết luôn, trong sả tế tôm này có đủ hết rồi á, ngon lắm. Mọi người mua là mua sả tế tôm mới đúng nha. Đúng rồi. Anh lấy cho em chao nha. Vừa xăng lên mới đổ chao chứ. Đúng rồi, xăng mới đổ chao chứ. Xăng mới đổ chao nó mới. Nè, màu đẹp lắm nè. Nấu gì nhìn nó mới đẹp. Tám nghe điện thoại của ai, ai điện tới đó tám ơi. Máy điện quá chừng luôn. Ồ, công nhận cái màu này ngon lắm, cái mùi này ngon thiệt luôn. Sả gừng đầy đủ hết trơn, ngon lắm. Cơm này em. Rất là ngon luôn. Nghe em về điện thoại cái Vũ ơi. Hả? Rồi đây, có đây đây nghe coi. Dạ em cho chao vô nè anh Nam. Rồi chao. Cho chao vô cánh thấm vô nè anh Nam. Rồi chao đi. Hai muỗng chao, ba muỗng chao, trà nước chao, đây ba muỗng nước chao nữa, rồi cho thấm chứ, rồi thấm rồi bắn vào nước dừa vô ha, xong cái em đổ nước dừa vô nha anh Nam, rồi, nè nãy giờ thấm rồi nè, bây giờ mình đổ nước dừa vô, ngon lắm, vịt này ngon lắm, chị đi mua chị đi sớm lắm, có vịt ngon là chín, ngon dữ lắm, có nuôi lúa không luôn nè. Đó. Bây giờ chị nấu nhiêu đây là 2 trái dừa, vịt này là 3 kg. Nấu là 2 trái dừa thấm rồi đó. Thấm đầu nước dừa vô nha anh Nam. Rồi đổ nước dừa vô. Đầu nước mỏ. Hả? Nước mỏ. Nước bỏ luôn đi. Đổ dừa bỏ luôn. Sao đi. Rồi cho nước dừa luôn nha. Ngập lại đi mà. Ngập cho nó rút xuống mới ngon. Rồi, được rồi đó. Vừa nước vừa cái thôi, nước nhiều quá không ngon. Đúng rồi. Nước nhiều nó lỏng bỏng không ngon. Rồi, anh lấy cái nắp cho em đậy lại đi. Anh em có nước vừa dẹp của nè anh Nam. Chìm miếng ra đi. Trong nước vừa còn đổ nước kem đi. Ngày mai bắt đầu anh biết nước vừa đó, ngày mai nấu chè đang đưa ông tái mình lấy nước vừa mình nhồi bột á anh Nam. Mấy mình nhồi bột nếp, mình lấy nước dừa tươi mình nhồi, mình nấu chè cho nước rất là ngon luôn, mình nhồi trước cỡ 4 tiếng. Bắt đầu mình làm nhân đồ cho ngon lành, bắt đầu cái mình nhồi bột trước đi, rồi xong rồi cái đầu một cái mình nhồi nhân, nấu nhân, mình mới bắt bột mình nấu chè, rất là ngon luôn, để 3 ngày. Bột mềm và ngon lắm, dẻo không có bị cứng. Nấu nước dừa mới ngon.
không em? Không. Ăn dữ không? Không. Thường vui vẻ mà. Ờ. Hai mình thấy mà. Khỏe, anh quạt cho em đi. Trời, biết quạt cho vợ nó ngon. Ngon nha, nấu cho ngon nha. Nấu ngon chịu okay. Anh thưởng. Thưởng gì? Hả? Anh thưởng cục vàng. Thưởng cục vàng cho em hả? Ừ. Đã vậy ta. Nực quá, nắng quá. Mà điều nấu ăn, mình nấu cái này biết kiểu nhà quê gì mới ngon. Em thích nấu vậy nè. Ngon. Ờ. Anh thấy em đi uống nước lần nào đâu quay sân giường, em thích quay sân giường hay à? Em thích vậy đó, giản dị. Không có thích mà cao sang quyền quý, em thích vậy đó. Vô cà phê với sân giường em mới chịu nha. Phải sân giường mới được phải không? À, còn nấu ăn thì phải nấu ngoài nắng, ngoài nôi vậy nè, thấy không? Nhìn nó mới mà đậm đà quê hương này kia vậy đó. Vô mềm nấu em à. Anh thích nấu ngoài nắng không? Sợ đen không? Sợ đen sẵn. Ủa, anh rồi. Có trắng. Anh đen sẵn rồi, có sợ em á. Đúng rồi. Em có sợ đen không? Em hả, em lúc nào sợ xấu lắm mà đem đẹp sẵn mà xấu anh cũng thương có sao đâu đợi anh mà trời ơi. Nói chung vườn nhà mình thì nắng thì không có nắng cũng... Đây cũng mát chứ, đây mát chính, đây cũng mát. Em xấu cỡ nào xấu có đẹp hơn anh hả, không có sao trời. Trời ơi, có xấu cũng vợ anh chứ không phải là làm gì của anh rồi, cười không quá. Ủa nấu màu này, nấu cha màu này đẹp quá, ngon quá nghe. Tươi xanh nha. Anh Nam ngày mai nấu chè mình ra đây nấu luôn hả anh Nam? Nấu chè sôi nước hả? Mai nấu chè, mai nấu cái tất cả trăm viên à. Trăm không? Trăm viên à. Mai nấu đưa ông Táo đó. Rồi nấu sớm mà con rồi. Nấu mình cúng ba nhà. Ừ. 6-7 chỗ lần mà. Wow, hấp dẫn quá ha. Nè, ngon lắm. Còn đứng ở cái vỏ. Rồi, khi nào mình thả môn cho chị? À, chừng 10 phút để chị thả môn cho được. Thịt nó mềm mới được. Ở đất cơ sao được đây? Chị không hút tới đây chứ. Thịt nó mềm mới thả môn vô, thả môn chút xíu là ấy. Ủa ngon lắm, nước dừa nấu ngon lắm, đậm đà luôn. Quá ngon, quá ngon. Bây giờ chị cho quyết vô nè. Quyết vô, cắt quyết đi. Chị cho quyết nha anh Nam. Ừ, quyết đi. Quyết đừng có cắt bự nhỏ quá bể. Bự bự nó càng bự càng ngon. Phải nguyên miếng vậy nó mới tươi. Đúng rồi. Đó. Cắt quyết ngon lắm anh Nam. Bà này có vòng vòng nè em, đừng có bỏ chỗ. Rồi. Em anh la kìa chị nghe. Trời anh la em hả? Ơi em làm khéo lắm rồi không biết ha đó. Đây còn dứt bọt nữa, đâu có. Còn dứt bọt nữa. Là làm khéo cái canh tị thì vậy trời. Canh tị này hồi xưa anh dạy em chứ đâu. Ờ phải không? Trời ơi lúc em mới về nhà làm dâu anh dạy em chứ ai. Trời ơi. Dạy vợ dạy thở còn thơ mà. Phải không? Màu đẹp. Ngon dữ lắm. Đây, cho nằm xuống đây đi, mấy em xuống đây. Trời ơi. 5 phút nữa rồi thả môn vô. Đúng rồi, ok. Bây giờ mình ngồi đợi ha. Đợi đi. Đợi nắp lại. Giúp bộ đi vợ coi thử coi mềm chưa? Được rồi anh. Thử mềm rồi thả em môn vô. Xong lần nữa là em đổ môn vô được rồi đó. Môn vô đi. Mọi người ai xem video mà thấy hay, thấy chị Quyền có xinh đó thì để lại bình luận nha mọi người. Với đăng ký kênh, subscribe kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ gia đình tụi em nha mọi người nha. Rồi nè, em bỏ môn vô nè. Rồi, bỏ môn vô. Từ từ, bỏ từ từ vô. Ok. Là mà có ảnh ngồi quạt là quá lý. Sao? Cưới vợ mà. Trời, vợ chồng ta. Vậy còn nấu ăn ngon chiều có thưởng hay chứ. Nấu đâu ăn ngon mà phải là đẹp chứ bộ. Mà dễ thương với bộ giỡn à, đúng không? Chiều thưởng nữa. Thưởng gì? Hả? Thưởng em gì? Thưởng cục vàng. Hả? Cục vàng đâu có thưởng hoài ta. Để nắp lại em ơi. Cho chút nữa em lại dứt bọt, em phá dứt bọt lắm. Em nấu nước trong em mới chịu. Dứt bọt em cũng chịu nữa. Không dứt bọt này cũng quan trọng lắm hả chị? Đúng rồi, dứt bọt nó mới trọng. Dứt bọt là đấy liền. Nó qua hầm hen đang nước trong mà quên đại nắp một cái là nó sâu một cái là đục nước liền. Là qua là tiêu liền. Nó thật coi tạo đứng dứt bọt trực tiếp luôn mới được. Không dứt bọt nước nó đục. Đục liền. Ít bữa nó cỡ nó hai mấy, 27, 28 nhà mình cũng nấu mấy món đó để ăn Tết. Đúng rồi. Heo qua tàu, giò heo kho rồi đó. Giò heo giả cầy. Rồi chị nấu mấy cái món ấy nữa. Ê, giò heo kho tàu ăn ngon lắm nha đại ca. Đúng rồi, heo kho tàu ăn không ngán á, mua bắp kèn á. Ừ. Mua bắp kèn cái về. Đừng có thu cái người không ha, thu không chịu. Bây giờ đã luộc cho xăng, ướp. Kho nước dừa.
cho nó chết không coi, cho nó sôi lên đi. Ê, như bún mà chắc thiếu quá nha anh Nam, rắc mua nửa ký nữa. Đông mà, chắc là mua nấu cơm, mua nửa ký nữa. Nửa ký vô đây. Ờ, thì ký nửa ký cũng được. Đông đông mà. Ngày mai nấu chè, mấy giờ nấu anh Nam? 9 giờ đi. Mình tranh thủ mình nấu sớm sớm, còn chiều mình cúng ông bà luôn. Nấu cúng, cúng sớm lắm, cỡ giờ này nấu chè được rồi đó, cúng trưa. Sáng, giờ. Sáng ngày, ủa, tối giờ mình ngâm đậu rồi sẵn đi, sáng ngày. Ừ. Ngoài đây mát mẻ quá ha. Rồi cái này nè, lẩu chao này anh đâm muối ớt, ăn như cà ri vậy đó. Rồi đầu cái ăn muối ớt rồi, ví dụ có nặng chanh ăn, nặng chanh thì ăn muối ớt không, đó là ăn món này mới đúng. Chứ không phải ăn nước mắm nha. Nè, chút để cho nó sôi chút em dở rồi, sôi chút bột 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 lên cái em tém qua em vớt à. Ê, cái môn đó mình để lâu lâu mèo mau mèo không ta? Cũng không lâu mấy phút này à. Tùy theo à. Chừng 5 phút à, 5 phút rồi nó mềm, tại mình chẻ ra mà, đâu có để nguyên đâu. Để nguyên thì lâu chứ chẻ ra nó mau. Anh mua thứ bông kia kìa. Này mình mua mình phải lâu. Mình sáp à. Sáp cắt miếng miếng gì. Các thứ người ta bán lẩu dê á. Cái cà rà chín anh Nam ơi. Đúng rồi, mềm lắm rồi. Rồi mông dẻo mềm lắm nè. Quá chín mềm luôn, ngon lắm. Thịt này nấu ngon lắm. Rồi bưng vô. Giờ mình mời giờ mình bưng vô mình mời cả nhà mình vô ăn bún với nhà mình luôn nha. Ăn lẩu chao. Ăn lẩu chao, vịt nấu lẩu chao cả nhà ơi. Nè anh bưng cái nồi này đi, em bưng cái rổ rau. Đây nè cả nhà ơi nè. Nay mình để cả nhà mình ăn lẩu chao nha. Rau nè, bún nè. Hello cả nhà nha, gia đình lên cao chào cả nhà nha. Cả nhà mà cả nhà ăn lẩu lẩu chao nè cả nhà ơi nè. Có hành nó cùng vô ngon lắm anh Nam, anh cùng hành vô ngon lắm nè. Ăn bún đi. Táp mời táp ăn đi táp. Cơm ăn cơm vô lên ăn nè cưng. Ăn lên ăn nè. Ăn đi. Ở nhà mình ăn cho vui mà. Bún mời cả nhà. Lên vô ơi. Lên. Ở nhà mình ăn ngày mai mình nấu chè được không? Táp mời cả nhà ăn luôn á. Lấy tô rồi cho nước hả? Cho đề nhớ đậu rồi. Nè cái này nè, vịt nấu chay mình nấu chấm muối ớt nè, nè nè chú tôi nè, chấm muối ớt này nè, nặng chanh vô, ba hết ăn chanh thì khỏi, chấm muối ớt tâm, có đúng bài bản nghe không? Mẹ ơi ăn này mẹ. Nè con mình ăn nghe nó ngon nhiều rồi, no rồi con. Có hành vô, thơm vịt mềm lắm nè. Ngon quá. Nấu cơm gì vậy? Nấu cơm ăn vậy thôi chứ cái gì đâu mà. Ăn anh. Ngon mềm quá, ngon mềm lắm. Tắt. Thôi lên. Thôi à, mà cha bạn đi. Nè tắm nè. Không. Mẹ. Không. Sao mẹ làm mẹ sao mà cái mặt mẹ chạy như vậy? Không chưa.